Chào mọi người đang theo dõi kinh điện năng lượng mặt trời Hà Nam nhé Hôm nay giới thiệu với mọi người một siêu phẩm về điện năng lượng mặt trời nhá. Con này là biến tần năng lượng mặt trời, em bên em bán con này chỉ với giá có 16 triệu thôi. Đấy, em bán với giá 16 triệu thôi. Chế độ bảo hành nó như nào? Chế độ bảo hành 5 năm. Bên shop em cam kết bảo hành thêm 2 năm nữa là bảo hành cho các bác là 7 năm nhá. Cái con này được kín bụi, kín nước đấy, thương hiệu là đai Đấy, em hay gọi là đời đấy cho các bác dễ đúng không? Con này lắp được 3 ký 9 pin năng lượng mặt trời có nghĩa là các bác lắp khoảng 8 đến 9 tấm pin năng lượng mặt trời song song nhé các bác nhá. Còn khi mất điện các bác dùng tối đa được 3 ký 3, 3 có nghĩa là các bác chạy được 3 con điều hòa 9000 BTU nhá. Khi mất điện các bác chạy được 3 con điều hòa 9000 BTU nhá. Quạt, quạt tản nhiệt ở đây nhé các bác nhá. Tản nhiệt bằng nhôm nhá. Cái này tản nhiệt bằng nhôm này, thông số này em quay thông số cho các bác này. Điện áp dùng 24V nhé pin năng lượng mặt trời mắc là 3 kỳ 9 nhá. Còn backup up thì là được 3 kỳ 3 nhá các bác nhá. Đấy video em uh, em quay cho các bác là cực kỳ là rõ ràng nhá. Đấy con này em vẫn nhắc lại cho các bác là em bảo hành 5 năm nhưng mà shop cam kết thêm bảo hành 2 năm nữa là bảo hành 7 năm nhé các bác nhá. Đấy các bác nào mà à, có nhu cầu mua thì một các bác là bấm trên TikTok shop, hai là các bác liên hệ trực tiếp với em qua số Zalo nhá để em tư vấn cho các bác kỹ hơn đấy. Con này thì nó sẽ con này nó thì nó sẽ bền hơn cái con nó không có xi tờ rời bởi vì con này có xi tờ rời nhá các bác chọn mua biến tần này thứ nhất là các bác chọn phải có tản nhiệt nhôm nhá không có quạt gió có tản nhiệt nhôm là một hai nữa là có xe rời cho em đúng không thì con biến tần của các bác là cực kỳ là bền đấy còn nếu mà các bác mà chọn những cái con biến tần mà không có xe rời thì độ bền của nó là kém hơn thì mức giá của nó sẽ nó rẻ hơn con này là rất là nhiều đấy đấy khi con mà không có tản nhiệt không có tản nhiệt nhôm mà không có tản nhiệt kín như thế này thì mức giá của nó giảm hơn cái con này là rất là nhiều thì cái đấy là các bác chấp nhận thôi còn các bác nào mà mua con này vậy với giá 16 triệu em nghĩ là quá hợp lý luôn đấy giá trên thị trường các bác cứ tìm hiểu nhá không bao giờ không bao giờ có chuyện là 16 triệu đâu các bác cứ tìm hiểu cho em còn bên shop em bây giờ đang có nhu cầu đấy đang có chương trình tri ân khách hàng thì là bên em sẽ bán giá con này sẽ thấp xuống một chút nhé các bác nhá. còn các bác đây là cái kho nhỏ của em thôi nhá. đây là cái kho nhỏ nằm ở nhà em. thì pin năng lượng mặt trời bên em còn là khá nhiều nhé các bác nhá. đấy các bác lấy loại pin nào các thứ đây em quay cho tất cả các bác xem. biến tần pin cái thứ tủ điện cái thứ bên em đầy đủ hết nhé các bác nhá. các bác mua thì cứ liên hệ bên em. em chào các bác nhá số điện thoại của các bác cứ ấn vào avatar của em ấy thì nó sẽ có số điện thoại cho các bác nhá em chào các bác nhá